Hơn 20 năm làm nghề câu cá ngừ đại dương, ngư dân Nguyễn Hiền Thấm cho biết, trước đây, một chuyến biển đi khoảng 25 ngày, tiêu tốn khoảng 4.000 lít dầu, chi phí khoảng 100 triệu đồng, thì nay tăng lên 130 triệu đồng. Giá dầu tăng mạnh như hiện nay đã gây áp lực cho chủ tàu cá vì nguy cơ thu không đủ bù chi. Mình ra mà mình gặp may ấy, kiếm được 30 con, 35 con ấy, thì vô mình chú mình kiếm được vài chục triệu chứ không có nhiều. Còn nhiều chiếc thì vô thì mười mấy con, 20 con thì người ta phải đi quay tiền nóng để đắp vô. Theo tính toán của người dân, trước đây mỗi chuyến đi biển 30 ngày, đối với tàu đánh bắt xa bờ mất khoảng 130 đến 150 triệu đồng phí tổn. Thì hiện nay, chi phí cho mỗi chuyến biển đã tăng lên 160 đến 180 triệu đồng. Việc giá xăng dầu tăng đã khiến cho các mặt hàng thực phẩm, hàng thiết yếu tăng theo. Trong khi đó, giá cả các loại hải sản không ổn định khiến người dân lo lắng, đắn đo trước mỗi chuyến vươn khơi. Hồi kia cứ đến mùa là đi thôi à, chứ không có suy nghĩ gì về vấn đề phí tổn. Cái giá dầu như hiện nay thì phải suy nghĩ, phải đắn đo. Nhất là phải theo dõi thời tiết cho nó thiệt im mới dám đi. Tỉnh Phú Yên hiện có 1.100 tàu thuyền tham gia đánh bắt thủy sản. Trong đó có hơn 400 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động đánh bắt xa bờ. Mỗi chuyến vươn khơi, ngoài các chi phí như nhân công, thực phẩm, đá lạnh, thì nhiên liệu chiếm từ 60 đến 70% chi phí của mỗi chuyến biển. Do đó, giá xăng dầu tăng cao thời gian gần đây đã tạo áp lực lớn cho hoạt động khai thác thủy sản của người dân địa phương này.